Phật Thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh Tập 61 Chủ giảng là Pháp Sư Tịnh Không Thời gian ngày 29 tháng 8 năm 2000 Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore Lại nữa Long Vương Nếu lì tham dục thì được thành tựu năm loại tự tại những gì là năm một, ba nghiệp tự tại, các căn đầy đủ. Hai, tài vật tự tại, tất cả oán tạc không thể cướp đoạt. Hôm qua dạng đến chỗ này, hôm nay chúng ta xem tiếp. Loại thứ ba, Phước Đức tự tại, tùy tâm mong muốn, vật dụng đầy đủ. Phước Đức, là điều mà tất cả chúng sanh đều mong cầu đích thực có thể nói là không phân cõi nước không phân tộc loại không phân tôn giáo không người nào mà không cầu phước đức người trung quốc nói phước đức ý nghĩa này rất sâu rất rộng rất viên mãn phước là quả báo đức là nhân của phước nếu không tích đức thì làm gì có được phước báo cho nên hai chữ này hợp lại có nhân có quả như vậy mới gọi là viên mãn phước mà người trung quốc nói thông thường là nói năm loại lớn chính là ngũ phước lâm môn. Trong năm loại lớn này, điều thứ nhất chính là giàu có. Điều thứ hai là quý, phú quý. Quý là ở trong xã hội có địa vị cao. nói theo người thế tục hiện nay là danh và lợi đây là thứ mà tất cả mọi người đều mong cầu những thứ này có tốt hay không thực tế mà nói là chưa chắc tốt nếu có phước mà không có đức thì khi hưởng phước chắc chắn tạo tội nghiệp. Người không có phước báo, muốn tạo tội nghiệp cũng không thể tạo được. Người có phước báo, rất dễ tạo tội nghiệp. Mà họ tạo phước cho đại chúng xã hội, cũng rất dễ dàng. Thí dụ, hôm qua, tôi xem thấy một băng ghi hình từ Malaysia gửi đến là phim nhiều tập liễu phàm tứ huấn tôi xem thấy rất hay có thể lưu thông phía sau băng ghi là hoan nghênh phiên ấn công đức vô lượng hoặc không dự bản quyền nên chúng ta có thể làm như tiên sinh liễu phàm ông là huyện trưởng huyện bảo để lúc đó gọi là tri huyện đây là thuộc về quý ở trên địa vị này ông muốn tạo tội nghiệp hay tu phước đều rất dễ dàng ông xem thấy chính phủ thu thuế nhà nông hơi nặng nên ông giảm bớt thuế ruộng Việc này là tạo phước cho nhân dân. Nông dân toàn huyện đều nhận được lợi ích. Lúc đó, ông phát tâm muốn làm 10.000 việc tốt. Đến nơi nào để làm? Tính đến mỗi ngày, ông đều chần chừ do dự. Có một hôm, ông nằm mộng, thấy một vị thần nói với ông, chính nhờ việc làm này của ông mà 10.000 việc tiện của ông đều viên mãn rồi. Sau khi ông tỉnh lại rất hoài nghi Sau đó ông gặp một vị Pháp Sư Khi rõ việc này cho Pháp Sư nghe Pháp Sư cũng gật đầu khẳng định Đích thực một việc tốt này mà ông làm Người nhận ân huệ không chỉ là một dạng người Cho nên 10.000 việc tiện của ông trong một lần là được viên mãn Nếu bạn không ở địa vị này thì mười nhà nhiệt tiện không dễ dàng gì làm được viên mãn. Đây là nói tu phước. Nếu như tạo tội nghiệp, bạn xem thấy quốc gia thu thuế từ nông dân nhiều như vậy, mà bạn còn muốn thu nhiều thêm một chút để bỏ vào túi riêng của mình tăng thuế thêm một chút. Thôi rồi, một động tác này của bạn đã tạo ra dạng ức tội nghiệp. Cho nên Khi trong tay Có địa vị quyền thế Tạo phước hay tạo nghiệp Đều rất dễ dàng Bá tánh bình dân Không có quyền Không có thế Họ muốn tạo ác ụng không tạo nội ác lớn Họ muốn tu tiện Vẫn có thể tích được đại tiện đại thiện thì họ có tỷ làm nhưng việc đại ác thì họ không làm được những đạo lý này kinh Phật đã nói rất nhiều nói rất rõ ràng nhất là trước đó chúng tôi đã dạng cảm ứng thiên trong đây đã nói rất nhiều cảm ứng thiên vượt biên là những câu chuyện nhân quả báo ứng mà người xưa sưu tập. Những câu chuyện này đều là sự thật. Tuyệt đối không phải là bịa đặt. Mỗi câu chuyện đều là sự thật. Chúng ta tỉ mỉ mà xem, xem quá khứ, sau đó bình lặng xem việc hiện tại những việc xảy ra mỗi ngày Trong xã hội hiện nay của chúng ta Bạn hãy tỉ mỉ mà quan sát Thì bạn sẽ tin tưởng nhân quả là chân thật Không giả dạ chút nào Trong nhân thiện nhất định được quả thiện Tu thiện đây là đức hạnh nhất định phải chăm chỉ, đủ lực mà làm. Xã hội hiện tại, chúng ta nhất định phải có cảm giác nguy cơ rất cao. Hiện nay người thế gian chỉ mong cầu phước báo, họ đánh mất đạo đức. nhưng phước báo của họ cũng hiện tiền không cầu nhân nghĩa đạo đức mà cũng được đại phước báo thì dường như những việc nhân quả báo ứng không linh kỳ thật tầm nhìn của người thế gian nông cạn họ không biết được chân tướng sự thật phật nói với chúng ta nhân quả thông ba đời Họ đời này được đại phước báo là do đời trước tu được. Đời này nếu dẫn tu nhân nghĩa đạo đức thì phước báo của họ không thể nghĩ bàn sẽ rất lớn. Đời này phước báo hiện tiền mà không biết tu nhân nghĩa đạo đức tạo tác tất cả tội nghiệp thì phước báo của họ đã bị trừ bớt vượt báo của họ không còn lớn như vậy nữa đã bị trừ bớt đi rồi khi hưởng hết vước báo thì tội báo của họ hiện tiền chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng tiền đồ của họ là tối tăm không phải quang minh hướng họ đi đến là ba đường ác Phước báo trời người ở đời sau đều không có phần. Những đạo lý này Phật đã nói rất thấu triệt. Nho và đạo cũng nói rất rõ ràng. Trung Quốc từ xưa đến nay tiếp nhận giáo dục của Thánh Nhân. Ba nhà Nho thích đạo đều là Thánh Nhân. Thánh nhân là người sáng tỏ người hiểu rõ lý người hiểu việc chúng ta phải có lòng tin đối với thánh hiền nhất định không được hoài nghi trong kinh luận đại thừa phật thường nói nghi là chướng ngại lớn nhất của bồ tát Đối với Bồ Tát mà còn tạo thành chứng ngại lớn như vậy Đối với chúng ta thì cần gì nói nữa Chúng ta đối với người giới diệt, giới vật Chỉ cần cởi linh tâm nghi ngờ Thì tất cả mọi tiện duyên đều bị phá hoại Tiện hành công đức chắc chắn không thể thành tựu được Trái lại là ác nghiệp thành tựu cho nên thế pháp và phật pháp đều đặt tính ở hàng đầu người xưa chúng ta dạy người người không có tính thì không có chỗ đứng trong xã hội không thể đứng vững trong xã hội chúng ta học phật việc đầu tiên chính là tính Tịnh Tông nói ba điều kiện Tính, nguyện, hạnh Chúng ta nghĩ kỹ xem Có tông phái nào Có pháp môn nào Mà không lấy tính, nguyện, hạnh Làm nền tảng Nếu có hoài nghi Tính tâm không có Thì nguyện cũng không có Hạnh cũng không luôn toàn bộ đều không có chúng ta muốn thành tựu đạo nghiệp thì trước tiên phải xây dựng lòng tin việc thứ nhất phải xây dựng lòng tin đối với giáo huấn của phật bồ tát xây dựng lòng tin đối với giáo huấn của thánh hiền nhất định không hoài nghi nếu như nhìn thấy hiện tượng của xã hội hiện nay tương phản với những điều thánh hiền đã nói đều trái ngược lại thì chúng ta phải tỉ mỉ mà tư duy tỉ mỉ mà quán sát xem coi nguyên nhân chân thật của nó ở chỗ nào thì tính tâm của chúng ta sẽ không dao động tính tâm là nền tảng của phước đức là gốc rễ của phước đức vì vậy có thể cầu được phú quý có thể cầu được trường thọ hiếu tử hiền tôn đều có thể cầu được các vị xem an sĩ toàn thư tiên sinh chu an sĩ tích công lụy đức ông cầu hiếu tử hiền tôn Ông ghi trong sách toàn thư rằng Người không hiếu thuận tạo tội nghiệp Thì đừng đầu thai vào trong nhà tôi Ông phát nguyện này Có nguyện thì ác thành Con cháu bất hiếu Đến nhà của bạn Đều là oan gia trái chủ trong đời quá khứ không phải báo oán thì là tính đòi nợ chính mình tu dưỡng đạo đức cả nhà phụng hành nhân nghĩa cho dù quan gia trái chủ đến họ cũng sẽ từ từ đợi cơ hội lần này người trong nhà của bạn đều hành thiện tích đức thì họ không đến người báo ân sẽ đến người tận hiếu sẽ đến cho nên đều ở nơi chính mình trong cửa nhà phật có cầu tất ứng cầu trường thọ thì được trường thọ cầu cái gì thì được cái đó tùy tâm mong muốn vật dụng đầy đủ chữ vật này chính là ngày nay chúng ta gọi là thọ dụng về mặt vật chất Bạn sẽ không bị thiếu Phạm là người như vậy Thì họ có tích chứa nhiều tài vật hay không? Không hề Nếu họ có vật chất Muốn có tiền tài Thì nhất định sẽ bố thí cho đại chúng Để tất cả chúng sanh nghèo khổ cùng hưởng đây mới gọi là tích đức. Phước báo của họ là không cùng tận. Nếu chỉ riêng mình thọ dụng vật chất để người nhà của mình thọ dụng không chịu cho xã hội đại chúng cùng hưởng thì tài phú của họ sẽ hưởng không lâu. Sau khi mạng dông thì nhà sẽ suy bại ngày nay chúng ta nhìn thấy xã hội có nhiều người giàu có có địa vị thậm chí có những công ty lớn xuyên quốc gia chúng ta cũng thường nghe nói công ty nào đó kinh doanh không tốt nên bị sụp đổ Vì sao kinh doanh không tốt bị sụp đổ đều là do tự tư? Không biết bố thí. Bố thí là đức là đạo. Bạn phát được tài to là do trong đời quá khứ đã tu bố thí tài, hiện nay tài phú hiện tiền. Nếu tiếp tục tu bố thí tài, thì tài phú của bạn còn gì bạn? Bạn thông minh trí tuệ là do trong đời quá khứ tu bố thí Pháp. Nếu đời này vẫn tiếp tục không ngừng tu bố thí Pháp, thì thông minh trí tuệ của bạn sẽ không ngừng nâng lên, không ngừng tăng trưởng. bố thí vô úy được quả báo khỏe mạnh sống lâu. Trong bố thí vô úy có một loại viên mãn nhất chính là ăn chay. Ăn chay là không sát sanh, không nhận không sát sanh mà còn không ăn thịt tất cả chúng sanh. Đây thuộc về bố thí, bu úy quả báo là khỏe mạnh, sống lâu. Nếu các bạn không tin, bạn hãy nhìn tôi. Tôi 26 tuổi học Phật. 26 tuổi thì tôi ăn trường chay. Năm mươi năm rồi. Thân tệ không có bệnh. Bạn xem, cư sĩ hứa triết ở đây bà năm nay một trăm lẻ một tuổi từ lúc sinh ra bà đã ăn trường chay bà là ăn chay từ trong thai khi mẫu thân bà mang thai ăn cá thịt thì bị nôn mửa bà ăn chay từ trong thai bà đã một trăm lẻ một tuổi bà nói với chúng tôi cả đời bà không bị bệnh hiện tại bạn xem sức khỏe của bà thấy thế nào ngoài đầu tóc bạc ra thân thể sức khỏe thể chất của bà giống như người ba bốn mươi tuổi vậy không người nào có thể sánh được với bà mỗi ngày bà đều đi khắp nơi bên ngoài giúp đỡ người nghèo giúp đỡ người già giúp đỡ người bệnh cả đời làm sự việc này cho nên cả đời của bà trong ba loại bố thí bà lấy bố thí vô ý làm chính trong đây có bố thí tài có bố thí pháp cho nên bà cả đời không có bất kỳ thứ gì mà cũng chẳng thiếu thứ gì mỗi ngày bà ăn một bữa ăn rau sống hoàn toàn quay trở về đời sống nguyên tủy bà không ăn dầu không ăn muối không ăn đường mà thân tệ khỏe như vậy Người thông thường nhìn thấy cho rằng đời sống của bà thiếu dinh dưỡng, thiếu kém quá nhiều. Bà không hiểu cái gì là dinh dưỡng. Bạn có nói với bà, bà cũng không hiểu. Bà chỉ thích bản thân trải qua đời sống đơn giản nhất. Tất cả thời gian, nếu không phải đi giúp đỡ người khác thì ở nhà đọc sách. Bà thích đọc sách. đọc sách thánh hiền ngày ngày làm bạn với thánh hiền ngày ngày ở cùng với thánh hiền hiện tại bà đọc sách phật đọc sách phật chính là ở cùng với phật bồ tát trải qua đời sống của phật bồ tát cho nên chúng ta từ đây xem thấy đây là một tấm gương rất tốt phước đức tự tại tùy tâm mong muốn vật dụng đầy đủ bạn thấy bà hứa triết đã tương ngưng viên mãn với ba câu này phước đức lớn hàng đầu của thế xuất thế gian là gì Ngày trước Thầy Lý thường khuyến khích chúng tôi Hoàng Pháp lợi sanh Đây là phước đức đệ nhất Năm xưa Tôi ở Đài Trung Thầy Lý xem thấy người trẻ tuổi Chúng ta tưởng nói Tướng mạo bạc phước không có phước báo lại còn đoạn mạng vừa nhìn thì thấy được thầy lý đối với những người trẻ tuổi này khuyên họ phát tâm học giảng kinh học giảng kinh là tu đại phước đức Khi tôi đến Đài Trung, mục đích cũng là như vậy. Tệ lý đặc biệt khuyến khích. Khuyên chúng tôi phải chăm chỉ nỗ lực học tập. Tôi tự biết rằng tôi đoạn mạng, không có phước báo. Thì dạy tôi dùng phương pháp này để tu. Tôi học Phật Quyển sách đầu tiên tôi đọc là Tiểu Phàm Tứ Huấn do Lão Cư Sĩ Chu Kính Trụ tặng cho tôi. Chu Lão năm đó hình như là 70 tuổi. Sau khi tôi xem rồi, cảm xúc rất sâu. Tất cả tật xấu của tiên sinh liệu phàm dường như tôi đều có cả. Là tướng bạc phước, tướng đoạn mạng. Cái hay của tiên sinh liệu phàm thì tôi đều không có. Tôi không bằng ông. Tôi may mắn gặp được Phật Pháp. Ở trong Phật Pháp xây dựng lòng tin những người tôi gặp được đều là tiện tri thức hơn nữa đều là những tiện tri thức chân thật mà tôi rất tôn kính rất ngưỡng mộ nhận được giáo huấn của các vị này nên tôi mới có được thành tựu hiện nay chúng ta biết trong việc phần pháp lợi sanh phước đức đệ nhất là truyền pháp chính là ngày trước lão cư sĩ hoàng điệm tổ tường dặn dò tôi ông nói pháp sư à ông đã giảng kinh nhiều năm như vậy không nên giảng nữa cũng nên đi khắp nơi nữa bồi dưỡng nhân tài quan trọng hơn viết sách là quan trọng đây chính là nói công tác truyền pháp so với công tác hoàng pháp càng bức thiết quan trọng hơn hoàng pháp mà công truyền pháp thì sau khi ta chết rồi phật pháp sẽ bị diệt mất nếu đời sau có người tiếp đối thì phước báo này sẽ lớn Người tiếp đối không cần nhiều Có một người thì được rồi Pháp mạch sẽ không bị gián đoạn Có thể có càng nhiều người Thì phước báo càng lớn Có được một truyền nhân Thì cũng xứng đáng với Phật Bồ Tát Cũng xứng đáng với Tổ sư Đại Đức rồi Đời đời tiếp đối nhau Đến đời ta đây Ta cũng truyền lại nữa Nếu có cơ duyên Có thể truyền được cho càng nhiều người thì Phật Pháp có thể phục hưng toàn diện. Phước đức này lớn. Ngày nay, chúng tôi tuy không viết sách, nhưng nhờ vào khoa học kỹ thuật cao, lưu giữ lại toàn bộ những gì đã giảng. Trong số đồng học ở nơi đây ở hải ngoại có rất nhiều người từ nơi băng ghi âm băng ghi hình viết ra thành sách rất nhiều rất nhiều họ mang đến cho tôi xem tôi không có thời gian xem các bạn đồng học mọi người đều có thể xem giúp họ hiểu đính lưu thông những băng địa này thì đều có thể làm lợi ích cho người sơ học nếu có thể lìa tham dục thì phước đức của họ sẽ tự tại có thể tùy tâm mong muốn tốt rồi hôm nay chúng ta dạng đến đây Nguyện đem công đức này Trang nghiêm Phật tình độ Trên đình bốn ân nặng Dưới cứu khổ ba đường Nếu có ai thấy nghe Đều phát tâm bồ đề Hết một báo thân này Đồng sanh gọi tự lạc Nam Mô A Di Đà Phật Việc dịch, ban biên dịch pháp âm tuyên lưu diễn đọc phật tử thiền quan